Vâng, thưa quý vị, tôi xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tôi tiếp tục thưa chuyện với quý vị trong cái phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, cái phần 2 của chương trình tôi xin thưa chuyện với quý vị về cái lĩnh vực thông tin và cái trách nhiệm của cái người làm báo Việt Nam. Thưa quý vị, đối với người làm báo Việt Nam, họ là những cái cán bộ báo chí, đúng hơn là những người ký giả như mình vẫn hiểu ở nước ngoài hay là dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy cho nên cái người cán bộ báo chí đó, thứ nhất là họ phải có tuân theo cái kỷ luật của đảng nếu là đảng viên. Nếu không thì phải tuân theo cái chỉ thị của tổng biên tập, được viết cái gì và được viết ra sao thì đó là cái lệnh của tổng biên tập, và cái người làm báo đó phải tuân theo cái kỷ luật đó, không được phép đi ra ngoài cái khuôn đó. Nếu đi ra ngoài thì sẽ bị mất việc làm, hay sẽ bị khiển trách, hay sẽ bị lấy lại thẻ nhà báo, coi như là bị thất nghiệp. Đó là điều đương nhiên trong cái hệ thống báo chí của Việt Nam. Hơn nữa, báo chí của Việt Nam, thưa quý vị, nếu mà quý vị theo dõi tất cả báo chí của Việt Nam cũng như là nghe các đài phát thanh hoặc là theo dõi truyền hình của bên phía Việt Nam, thì cái người làm báo đó không có tự mình để đi tìm tin tức để mà có thể đăng lên. Họ có thể tìm tin tức đấy, nhưng mà những cái tin đó là tin vô tội vạ. Cái tin đó, ví dụ như cái chuyện cảnh sát hay là công an sách nhiễu người dân, hay là bị người dân khiếu kiện này kia, tất cả những cái vụ, kể cả những cái vụ người dân khiếu kiện cũng không có được phép điều tra xem là người ta khiếu kiện như thế nào, vẫn không được phép đăng lên, không được phép chụp hình những cái người dân biểu tình mà trưng biểu ngữ ở trước nhà tổng bí thư đảng, hay là trước nhà của các bộ trưởng chính phủ, hay là trước dinh chủ tịch, hay là trước trung ương đảng cộng sản Việt Nam, hay là thành ủy Hồ Chí Minh, vân vân vân, đều không có được báo chí nào đăng lên cái hình ảnh đó. Thì quý vị cũng thấy là tất cả những hình ảnh mà biểu tình chống tàu về cái vấn đề Hoàng Sa ở tại Sài Gòn và Hà Nội mấy năm trước đây, thì quý vị cũng thấy rằng là mình chỉ được thấy hình ảnh do các anh em sinh viên và những người công dân Việt Nam truyền ra nước ngoài qua hệ thống Internet. Báo chí ở trong nước tuyệt đối không có một tờ báo nào dám đăng, và cũng không có bất cứ một cái bản tin nào liên quan đến cái vấn đề đó được xuất hiện ở trên báo chí, ngoại trừ trường hợp khi có những cái viên chức chính phủ nói về những cái vấn đề đó thì họ mới được phép đăng. Ngoài ra, tôi cũng xin thưa chuyện với quý vị là tất cả những cái hình ảnh cũng như là những cái tin tức mà hải quân tàu đàn áp những thuyền đánh cá Việt Nam ở tại Biển Đông thì có thể là có một số hình ảnh của ngư dân đã được đăng lên, nhưng mà tuyệt đối không có bất cứ một cái bài báo nào chỉ trích những cái hành động của Hải quân Trung Quốc cũng như của chính quyền Trung Quốc đàn áp ngư dân Việt Nam. Thậm chí những cái thuyền của Trung Quốc đã đâm tàu của ngư dân Việt Nam chết chìm trên biển mà họ không dám nói đó là những tàu bè của Trung Quốc, mà họ chỉ nói là những tàu lạ, hay là những tàu không có số, không có cờ, họ chỉ nói một cách trống không thế thôi. Ngay cả phát ngôn viên của nhà Bộ Ngoại giao của nhà nước Việt Nam cũng không dám chỉ trích thẳng đó là những tàu của Trung Quốc, mặc dù các ngư dân Việt Nam có cung cấp những cái số thuyền hay là đã chụp được hình những cái người lính hải quân của tàu, nhưng mà phía bên Việt Nam không có cho phổ biến cái đó, là vì họ sợ động chạm đến cái vấn đề bang giao giữa hai nước. Đó là một trong những cái bằng chứng cụ thể để cho chúng ta thấy rằng là cái thế yếu của bên phía báo chí Việt Nam cũng như là cái thế yếu của nhà nước Việt Nam đối với cái chính quyền Trung Quốc. Ngoài ra, tất cả những cái vụ mà bị nhân dân, người dân bị đàn áp ở tại Cồn Dầu, hay là người dân bị đàn áp ở tại những cái khu biểu tình, hay là khiếu kiện biểu tình đông người, hay là khiếu kiện, hay là đình công bãi thị ở bên Việt Nam để mà đòi tăng lương, hay là đòi chống thuế má này kia, rất ít báo chí trong nước được phép đăng lên. Tất cả những cái hình ảnh đó mà chúng ta nhìn được, hay chúng ta đọc được, chúng ta thấy được, đều do những người công dân Việt Nam ở trong nước rất là can đảm chụp được và gửi ra nước ngoài. Nhờ vậy cho nên chúng ta mới biết được một số những cái tin tức ở trong nước. Ngược lại, những cái tin mà công an đến bắt những người đấu tranh dân chủ nhân quyền, bắt các nhà đấu tranh về tự do tôn giáo, thì báo chí trong nước rầm rộ đăng lên. Tôi lấy điển hình như cái vụ án Cù Huy Hà Vũ. Khi mà ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt ở tại Sài Gòn,
Thì ngay 24 giờ đồng hồ sau, tất cả hệ thống báo chí Việt Nam, đài truyền hình và đài phát thanh Việt Nam đều được lệnh loan tin một cách hết sức chi tiết, kể cả những cái hình ảnh và kể cả một số những cái tin tức bịa đặt của phía công an cho rằng là ông Cù Huy Hà Vũ đã liên hệ với một gái mại dâm ở tại một khách sạn Sài Gòn khi mà bị bắt, và kể cả những cái chuyện người ta viết công khai là đã công an đã tịch thu được cả hai cái bao cao su đã qua sử dụng. Vì vậy cho nên sau này cái vụ án Cù Huy Hà Vũ đã bị người dân trong nước cũng như là báo chí người Việt ở nước ngoài đã chế giễu, coi đó là vụ án hai bao cao su đã qua sử dụng. Kể cả một số trí thức trong nước khi viết về cái vụ án Cù Huy Hà Vũ cũng đã nêu cái khía cạnh đó lên, mà để bêu xấu, để bêu diễu cái tính bịa đặt của báo chí Việt Nam, là vì báo chí Việt Nam lúc đó theo lệnh của công an, theo lệnh của bên phía điều tra công an và đã đăng tất cả những cái điều đó lên. Ngược lại, khi người dân bị đàn áp ở tại Loan Lý, ở tại Cồn Dầu, ở tại Đồng Chiêm hay là ở tại xứ Thái Hà tranh đấu đòi đất, khiếu kiện người dân đi khiếu kiện đòi đất, đòi công bằng xã hội, và công nhân đòi các công ty của nhà nước phải tăng lương, thì các báo chí Việt Nam lờ đi, không dám đăng, bởi vì không được phép đăng tất cả những cái điều đó. Cái điều đó chứng tỏ rằng một cái nền báo chí Việt Nam là một cái nền báo chí hoàn toàn không có tự do. Báo chí là một cái cơ quan tuyên truyền, bởi vì luật báo chí của Việt Nam đã nói rõ ràng, báo chí có bổn phận tuyên truyền của chính sách và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và người làm báo phải có bổn phận phục vụ Đảng, phục vụ chính quyền và phục vụ tất cả những cái mệnh lệnh của nhà nước. Bởi vậy cho nên quý vị cũng thấy rằng là báo chí Việt Nam chưa hề bao giờ lên tiếng chỉ trích các cái cấp chính quyền cao cấp, kể từ cấp bộ trưởng trở lên, cho nhất là các cái cấp chỉ huy trong Đảng, Tổng Bí thư hay là Chủ tịch nước hay là Thủ tướng, chưa bao giờ báo chí dám đề cập tới, mặc dù có rất nhiều hành vi xấu xa. Điển hình như cái vụ con tàu chìm Vinasin bị lỗ gần 87.000 tỷ đồng Việt Nam. Đấy là con số chính thức thưa quý vị, con số bán chính thức mà do một số đại biểu quốc hội trong cái khóa 12 đưa ra là có thể lên trên 100.000 tỷ đồng Việt Nam. Và người có quy trách nhiệm trong cái vụ này là Nguyễn Tấn Dũng. Một số dân biểu quốc hội, một số đại biểu quốc hội trong đó điển hình như ông Nguyễn Minh Thuyết đã yêu cầu quốc hội phải bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng cũng như một số bộ trưởng liên hệ đến cái vụ con tàu chìm Vinasin. Báo chí không có dám đăng, không có dám đề cập tới. Mặc dù có một vài tờ báo cũng có đề cập đến những cái khía cạnh đề nghị của ông Nguyễn Minh Thuyết, nhưng không có đi điều tra, không có một tờ báo nào dám điều tra những cái lời quy quyết, những cái lời cáo buộc của một số đại biểu quốc hội, chẳng hạn như những lời cáo buộc của ông Nguyễn Minh Thuyết cũng như của ông đại biểu Dương Trung Quốc và một số người nữa đã lên án cái hành động của bên phía nhà nước liên quan đến cái vụ con tàu chìm Vinasin, không có dám báo nào điều tra vấn đề đó. Kể cả những cái vụ khai thác để cho tàu vào khai thác bauxit trên Tây Nguyên cũng như thế thưa quý vị, là bởi vì báo chí trong nước không được lệnh tới cái vùng đó. Nếu tới vùng đó là chỉ viết những cái phóng sự về vấn đề công nhân làm việc, không có dám nói một chữ đến cái sự hiện diện của công nhân người tàu. Mặc dù có một thời gian, có một số báo chí trong đó có tờ báo Điện tử Vietnamnet có đề cập đến cái sự hiện diện của công nhân người tàu, nhưng mà sau đó cũng không có dám nói nữa. Mặc dù cái số lượng công nhân người tàu ở trong nước bây giờ, theo những con số không được xác nhận chính thức, là trên 70.000 công nhân người tàu đang có mặt ở tại Việt Nam, không có một tờ báo nào dám đi điều tra. Mặc dù Bộ Xã hội xác nhận là chỉ trên 40.000 công nhân người ngoại quốc, không có dám nói đến công nhân người tàu. Và thưa quý vị, họ dùng chữ ngoại quốc, họ không dám dùng chữ người tàu. Nhưng mà hầu hết có thể 90% là công nhân người tàu. Và chính ông, một trong những tướng lãnh của Đảng Cộng sản Việt Nam đã về hưu là ông Đồng Sĩ Nguyên, đã than phiền là chính ông ấy muốn vào một cái cơ sở thương mại, một cái công ty của người tàu, một cái vùng đất
ở trên Việt Nam, ở một cái vùng này, ở gần Hà Nội, để đi đến xem là cái công ty đó làm cái công việc gì. Sale của ông đến đó đã bị chặn lại và không được phép vào. Không có bất cứ người Việt Nam nào được bén mảng đến những cái khu kỹ nghệ của người Trung Quốc, và báo chí Việt Nam cũng không có dám viết lấy một chữ. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái nền báo chí Việt Nam nó là một cái nền báo chí lệ thuộc hoàn toàn, bị nô lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy mà trong cái hội nghị họ thảo luận ở tại Hà Nội từ ngày 24 đến ngày 25, phía Việt Nam khoe khoang là họ cố gắng và họ đã hội nhập với báo chí thế giới, báo chí trong khu vực để mà thông tin, để mà đưa ra những cái tin mới nhất, nhanh nhất cho người dân. Chính những cái điều bịa đặt đó, tức là cái sự chạy tội đó, họ không dám nói đến cái sự thật của họ. Họ không dám nói đến cái vai trò nô lệ của báo chí, và kể cả những cái đài truyền thanh và truyền hình của Việt Nam cũng không thoát khỏi cái cảnh đó, tức là họ đã phải làm nô lệ cho Đảng, nô lệ cho những người cầm quyền để mà có miếng cơm manh áo. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, lời chào vừa rồi của nhà báo Phạm Trần đã kết thúc chương trình Những vấn đề Việt Nam hàng tuần của chúng tôi tối nay. Vân Mai và nhà báo Phạm Trần xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày giờ thường lệ tuần sau. Vân Mai xin kính chúc quý vị được an vui với gia đình và người thân trong ngày lễ Memorial Day. Để giữ gìn và phát triển cơ sở học đường, bàn dạng huấn trường Việt ngữ Thăng Long, trân trọng kính mời quý phụ huynh và quý đồng hương tham dự buổi cơm văn nghệ gây quỹ, chung tay xây tương lai vào 5 giờ 30 chiều Chủ nhật, 5 tháng 6 năm 2011 tại nhà hàng Harvest Moon, số 7260 Arlington Boulevard, Fort George, Virginia. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Lê Bích Huyền, số 571-437-6997, thầy Hoàng Vika, số 703-280-2188.